Rồi, Thành Vinh chào chị ha. Chào em. Rồi. Chào hai vợ chồng em. Chúc hai vợ chồng em được vui vẻ, hạnh phúc. Chị cũng xin chào cộng đồng mạng. Chúc sức khỏe. Cảm ơn chị Thanh nha. Rồi, ngày hôm nay chị đến từ đâu cho Thành Vinh hay nè? Chị đến từ Đồng Nai. Từ Đồng Nai à? Ờ, cũng khá xa nha. Vậy là mình xuất phát đi Đồng Nai, đi về đây là lúc nào? Chị hôm qua chị đi Châu Đốc. À vậy đó chị hả? Chị đi Châu Đốc với mấy người bạn á. Xong rồi tối nay chị về đây. Trong đôi việc luôn. Rồi, với sự nghiêm túc của mình với chặng đường cũng khá là xa, Thành Vinh chúc cho chị thật là nhiều may mắn hả chị ha. Cảm ơn. Rồi bây giờ chị giới thiệu về bản thân cho Thành Vinh nghe nào. Chị tên là Phạm Thị Thanh Thúy. Phạm Thị Thanh Thúy. Chị sinh năm 1973. 1973. 1973 sao trẻ thế nhỉ? Thành Nguyên nghĩ rằng là chị sinh năm khoảng 76, 77 gì đó. Trẻ hơn so với tuổi. Tình trạng hôn nhân của chị Thúy là như nào? Chị ly hôn 8 năm rồi. Ly hôn 8 năm rồi. Trong khoảng thời gian đó đến nay thì chị có tìm hiểu thêm ai nữa không? Cũng có em, nhưng mà không có... mình không có gặp được cái người mà mình đến với hôn nhân được á. Vậy đó ha. Nhiều khi cái duyên cái số cũng khó nói ha chị ha. Nhiều khi có duyên mà không có nợ thì cũng mình cũng muốn chẳng đâu đến có đâu. Một cái cuộc sống ổn định, vợ chồng mình muốn tìm lại được cái hạnh phúc á, nhưng mà khó. Chị biết đến kênh là Thành Nguyên lâu chưa? Chị mới biết đây thôi. Chị cũng không biết mà có người bạn ấy cứ nói chị là mày đi lên mày đăng ký đi. Vậy đó hả? Đăng ký đi. Cứ nói hoài mà chị ngại lắm, chị không có đi. Sao hôm nay nó cũng đưa chị đi nè. Vậy đó hả? Nó cũng bảo chị đi đi, nó chở đi. Có lẽ hôm qua nay. Chị Thanh Thúy là có tất cả là mấy người con hả chị? Chị sinh hai lần mà ba đứa. Con trai. Một lần là sinh đôi. Lần đầu là sinh đôi mà chị mất hết con cháu. Vậy đó ha. Bây giờ con cái gì chắc tư riêng hết rồi ha? Cũng chưa em. Đứa lớn thì nó đi làm. Còn trai út thì đang học đại học năm 3. Mà cũng đang ở với chị hết à? Ở chị. Vâng. Rồi, thế thì khi mà chị đến đây thì các con của chị cũng như người thân ngoài biết rồi ủng hộ không? Không ạ. Giấu à? Biết chị đi chơi thôi, chứ đi chị chơi không thôi có nói. Chị nói, biết chị đi Châu Đốc thôi. Nhưng mà chị cũng biết là sau ngày hôm nay thì cả nước Việt Nam, thậm chí cả thế giới ai cũng biết đến chị không? Biết em. Biết đó. Thật sự ra đó thì khi mà... cái kỳ đến đây đó, cái cơ hội mình nó sẽ rất là nhiều. Không phải là ở ngoài đời mình không có tìm được, mình vẫn tìm được, nhưng mà mình sẽ tìm trong một cái phạm vi nó bé thôi, nó nhỏ thôi. Mà đi lên đây đó thì các anh các chị có được một cái lợi thế, đó là Thành Nguyên sẽ xác minh cái tình trạng hôn nhân dùng cho mọi người. Vì Thành Nguyên không có làm qua điện thoại, qua Zalo. Mọi người muốn kết nối đó thì phải bổ sung những giấy tờ cần thiết để đi về đây Thành Nguyên mới làm. Đấy. Qua đó thì đối phương của mình người ta cũng sẽ yên tâm hơn, đúng không ạ? Rồi, ok chị, thì ngày hôm nay chị Thúy mong muốn tìm ý trung nhân của mình như thế nào thì chị chia sẻ cho em nghe nè. Chị mới xem thì chị cũng thấy có anh Dũng ở Buôn Mê Thuột ấy. Thấy ảnh cũng muốn tìm bạn là tuổi với chị á. Anh Dũng ha. Là ngày hôm nay là chị Thúy đến cũng là vì anh Dũng. Đấy, phụ nữ bây giờ chị phải cũng thế muốn, chứ. Thử cho chị. Vâng. Một cái cơ hội thử xem. Quan điểm Thành Nguyên á,
Bây giờ đó thì nam nữ là bình đẳng rồi, không có cái kiểu là giống như là trâu phải đi tìm cọc đúng không ạ? Dạ, cái quan điểm đó thì bây giờ nó cũng xưa rồi, phụ nữ hiện đại mà mình thương thì mình cứ nói thôi, đâu có nhất thiết là phải để cho nam bày tỏ đâu. Đấy, thì ngày hôm nay thì Thành Nguyên cứ ghi nhận cái tâm tư của chị Thúy là bày tỏ đến cho anh Minh ha. Anh Dũng. Bày tỏ đến cho anh Dũng ha. Dạ. Rồi thì cũng hy vọng rằng là anh Dũng sẽ nghe được cái tâm tư và cái nguyện vọng của chị rồi sẽ hồi đáp lại sớm với chị thôi. Nhưng mà Thành Nguyên cũng nói trước với chị Thanh Thúy một điều rằng là vạn sự là tùy duyên ha chị ha. Ngày hôm nay thì Thành Nguyên ghi nhận như vậy, nhưng mà không biết rồi anh có hồi đáp lại hay không. Dạ. Thì trường hợp như nếu đủ duyên á thì quá tuyệt vời. Còn nếu như không đủ duyên á thì chị Thúy có mở lòng với những người đàn ông khác không? À, có em. Dạ. Rồi các anh sau này mà đến với chị ấy, thì chị mong muốn cái độ tuổi như nào? Thì lớn hơn chị vài tuổi cũng được. Lớn hơn chị vài tuổi hoặc bằng tuổi chị. Ít hơn sao? Ít hơn tuổi 2 tuổi cũng được. 1-2 tuổi đấy ha. Dạ. Rồi về ngoại hình, về điều kiện, về công việc của các anh thì chị... Nói chung là có công việc là được. Có mỗi người thì phải có một cái công việc riêng. Để không có làm gánh nặng với nhau. Đúng ha. Rồi. Còn kinh tế có hay là không có gì cũng được. Nói chung thì mình đến cái tuổi này rồi thì dĩ nhiên cái kinh tế mình phải có. Dạ. Chứ nếu mà tới tuổi này mà mình không có cái gì trong tay là thấy cũng không được. Cũng hơi mệt ha. Đúng rồi. Dạ. Còn về ngoại hình, về cao thấp xấu đẹp này kia quan trọng nhiêu? Ngoại hình thì vẫn thích nam có chiều cao hơn. Dạ. Yeah. Chị Thúy là cao mét mấy? Chị 1m60. 1m60. Dạ. Yeah. Thì các anh đâu đó cũng khoảng 1m65, 1m7 gì đó ha. Dạ. Yeah. Ok chị. Rồi chị chia sẻ thêm cho Thành Nguyên nghe về cái điểm mạnh và điểm yếu của chị nè. Cái điểm điểm yếu đi. Điểm yếu trước ha. Điểm yếu của chị là, mà không biết cái phải cái đó là cái điểm yếu hay không. Yeah. Nhưng mà chị là chị thẳng tính lắm. Vâng. Ai mà nói cái gì không đúng á là chị nói lại luôn à. Vậy ha. Nhiều khi nói ra rồi thì nhiều khi biết là người ta không có vừa ý đâu, người ta không có thích cái tính thẳng của mình đâu. Nhưng mà cái tính mình vậy rồi, nhiều khi mình cũng muốn khác lắm, mình muốn im lắm. Nhưng mà không im được. Yeah. Nhiều khi mình biết là người ta không thích mình đó, mình thẳng quá thì người ta cũng không thích đó. Nhưng mà do cái bản tính của mình rồi. Yeah. Nhưng mà nhiều lúc muốn thay đổi. Nhiều lúc cũng muốn là thôi mà kệ đi, mình cũng không có quan trọng lắm. Nhưng mà cái đó là chị thấy cái điểm yếu của chị chưa sửa được. Còn cái điểm mạnh thì nói chung là công việc gì cũng làm, chị cũng làm được hết. Dạ. Tuy là kinh tế chị cũng không phải là khó khăn lắm, nhưng mà với chị là công việc gì chị cũng làm được. Dạ. Vâng. Theo Thành Nguyên nghĩ đó, với cái tính cách mà thẳng thắn đó, thì mất lòng cũng khá là nhiều người nếu như người ta không hiểu mình. Đúng. Nhưng mà khi mà ai mà chơi thân mà người ta hiểu mình rồi đó, thì rất là dễ sống. Dạ. Bởi vì Thành Nguyên sợ nhất là những người mà tức cái gì hay là giận cái gì mà không nói, cứ giữ trong lòng đó. Nó khó chịu lắm chị. Nhiều khi mình đâu biết là người ta đang nghĩ gì về mình đâu. Nói tức cái gì hay là cái gì không vừa lòng nói luôn để cho mình biết mình sửa chứ. Đúng không? Mà rõ ràng thấy người ta sai mà mình không công nhận hay là mình bao che hay là gì nào. Chị không có vậy được. Khó chịu. Cho lắm. Dù bất cứ người đó là ai chăng nữa, chị vẫn nói. Dạ. Vâng. Thành Nguyên thì Thành Nguyên cũng thích cái tính cách như vậy.
Nhưng mà có những người ấy thì lại thích su nịnh. Đúng Người ta rồi. thích cái gì mà ngọt ngọt xíu, nhưng mà cái đó mật ngọt chết ruồi Chị á. không vậy được. Chị không làm được luôn á. Dạ. Ngay cả người thân của chị, chẳng hạn như là ông xã chị đi, chị nói là chị cũng không có ngọt ngào được. Nói chung chị không không có lớn tiếng trong gia đình, chị không có mà kiểu mà nói dai nói dài hay là không, chị không có, hay là lớn tiếng chị không có. Nhưng mà chị để mà ngọt ơi là ngọt, chị cũng ngọt. Chị không có ngọt vậy được. Nhưng mà mình không thích thì mình nói một lần rồi thôi ha. Không có nói nhiều ha chị ha. Không nói nhiều, chị ghét nói nhiều lắm, không thích. Cái này hay này, cái này các anh khoái lắm. Chị không thích nói nhiều. Nhiều người, chị thấy nhiều người phụ nữ cứ la chồng la, cứ nói cứ một cái đề đó nói hoài nói hoài. Chị nghe chị cũng bực mình lắm, chị không thích đâu. Ngay cả trong nhà chị cũng vậy á, mấy người chị cũng vậy, cứ hay nói chồng này kia nọ, chị bực mình lắm. Cứ phải nói gì nói hoài đúng không em? Nói gì nói hoài, nói một lần thôi, không nghe thì mình có cái biện pháp khác. Nói hoài nói nhiều quá không có hay. Chị không thích. Mà nhiều khi nói nhiều đối phương của mình, thứ nhất là người ta cũng không có chịu lắng nghe rồi, nữa. Mà nghe. Cái thứ hai nữa là nó sẽ tạo cho mình cái tính cách đó hoài, thành ra là cái đối phương của mình người ta sẽ không có ưa, đúng không ạ? Đúng rồi. Nó dở vậy đó. Nó dở lắm. Thành Nguyên hỏi thêm, ngoài anh Dũng ra đó, mà có các anh sau này mà thương chị đó thì người ta ở những cái vùng xa xôi như ngoài miền Trung, miền Bắc hay những vùng xa hơn nữa mà bày tỏ đến chị thì chị tính sao? Thì nếu mà đã thật lòng nhau thì đến với nhau thì chị vẫn đi theo được. Dạ, không quan trọng hả chị ha? Dạ. Sau này mà kết nối thành công rồi đó thì hai anh chị sẽ tính cái hướng tương lai cho mình như nào? Thì do bên người chồng thôi. Mình lấy chồng thì mình phải, nói chung là mình phải nhường cái quyền ưu tiên cho bên chồng. Thì cứ đến đâu mình tính đến đó hai chị ha. Thành Nguyên hỏi vậy thôi chứ mà thật sự ra thì đến cái thời điểm đó từ khắc nó tới. Đúng rồi. Chứ mình cũng cần phải bàn tính gì gì nữa. Rồi thì trong cái buổi phỏng vấn thì Thành Nguyên cũng chỉ hỏi những cái ý chính thôi. Thì không biết là có cái điều gì thầm kín, có những cái tâm tư nguyện vọng gì mà Thành Nguyên chưa hỏi mà chị Thúy muốn chia sẻ thêm, chị chia sẻ cho Thành Nguyên nghe thêm nào. Thì cái gì về bản tính hay là cái nào của chị là chị nói rồi ấy. Còn về kết nối, nếu mà có ai mà muốn kết bạn với chị để mà tìm hiểu nhau thì chị vẫn sẵn lòng. Về tính cách của các anh thì chị mong muốn gì nhiều hơn không? Đúng rồi. Thì tính cách chị chỉ cần là thật lòng, rồi mình sống cứ theo cái cuộc sống hiện đại bây giờ đi, mình cứ thực tế nó vẫn hay hơn. Chị cũng vẫn muốn là thực tế, không có, chị không thích màu, chị không thích màu mè. Sống thật là được. Mà các anh thì cũng đừng có dính vào những cái tệ nạn ha chị ha. Cái đó thì thật sự ra là cũng rất là lo ngại, bởi vì nó ảnh hưởng tới cuộc sống hôn nhân của mình sau này khá là nhiều. Đàn ông thì có những cái thì cũng cần nên có, chẳng hạn rượu bia thì cũng có thể là có. Nhưng mà đừng ghiền thôi. biết được, như mình tại vì cuộc sống giờ mình phải ra ngoài xã hội nhiều. Phải tiếp xúc. Thì phải biết cũng được, mà không biết thì cũng tốt. Nói chung là cái gì nó cũng vừa phải thôi, phải biết điểm dừng ha chị ha. Rồi ok chị, thì những cái tâm tư, những nguyện vọng của chị Thanh Thúy thì Thành Nguyên cũng đã ghi nhận đây. Sau ngày hôm nay thì việc của chị Thúy là cái chờ thông tin ha. Điều đầu tiên thì Thành Nguyên sẽ gửi thông điệp này đến cho anh Dũng. Đó là đủ duyên, còn nếu như không đủ duyên thì anh nào đó mà thấy chị Thúy mà dễ thương dễ mến, mà thấy phù hợp mà muốn kết nối với chị đó thì cứ đến gặp Thành Nguyên rồi soạn những giấy tờ cần thiết rồi đến đây Thành Nguyên sẽ bắt cái nhịp cầu. Chứ các anh mà không lên đây thì thật sự là không có kết nối được đâu. Chị cũng đắn đo cũng lâu lắm rồi đó. Nói chung là chị cũng biết em mới mấy tháng nay thôi,
mà con bạn nó cứ kêu, nó cứ kêu, nó cứ hối thúc hoài. Tại vì mỗi lần mà đi chơi á là chị cứ sắp đồ lên đi có mình với nó. Nó thì nó có bạn, còn chị cứ đi đâu cũng đi có mình. Khi biết cái nó cứ kêu kêu hoài. Sau này mà thành công á, ngoài Thành Nguyên ra đó, thì cái người mà chị cảm ơn là phải chị cảm ơn đến cái người bạn của mình nữa ha, chị ha. Hôm nay đó là một cái nguồn động lực rất là lớn. Dạ. Này, ok. Cuối chương trình thì chị Thanh Thúy có điều gì đó muốn nhắn gửi đến cho các anh cũng như là quý khán giả xem chương trình của Thanh Nguyên vài điều. Thì chị thấy chương trình của em rất là hay, ý nghĩa. Các anh chị trên cộng đồng mạnh dạng mà đăng ký để mình tìm được cái một cái tình cảm để sau này ấy, để có chỗ mà tựa nhau. Này, ok chị. Thành Nguyên cũng chúc cho chị Thúy thật là nhiều sức khỏe, bình an và thành công trong cuộc sống, cũng như là sớm ý trung nhân của mình hồi đáp lại sớm với chị ha. Cảm ơn. Chúc chị trên đường về và sự bình an.